ốm nữa. Rồi nói nghe nè. Lớp mình ngày xưa vui lắm, hô hào nói là đi học lớp. Cuối cùng tới ngày học lớp gì có mấy người vậy? Thì người thì đi làm, người thì về quê, ai rảnh đâu mà đi học lớp. Với lại có mấy đứa nó nợ môn, nó chưa tốt nghiệp, nó đâu có dám ra đây gặp mặt tụi mình đâu, con nợ môn mà. Sao tao dám nhét mặt ra đây gặp mọi người? Ủa bạn nợ môn mới đâu cười. Tôi nợ môn mà tôi trả rồi, bữa nay tôi mới ngồi đây nè bà. Ê, nói nghe nè. Gì? Mới đó mà tụi mình tốt nghiệp được hơn 1 tháng rồi đó. Mà lâu quá tôi gặp lại, tôi nhìn mọi người á, không thấy ai thay đổi gì chứ. Trời á, mới có 1 tháng mà thay đổi gì. Tôi vậy? Thấy Ngân khác. À, nhìn Ngân nè, thay đổi cách ăn mặc, còn kiểu tóc nữa. Nhìn không nhận ra luôn á. Đẹp ra. Thôi đi, cái chuyện mà bạn Ngân đẹp á là cái chuyện trước giờ rồi, ai cũng biết rồi, có gì đâu mà phải khen. Ủa, mọi người không có dự định gì cho tương lai hả? Tôi định một thời gian nữa là tôi về quê lập nghiệp đó. Ủa kiệt, nghe nói trở lại công ty thực tập cũ để làm hả? Nghĩ sao tôi trở lại đó vậy? Làm ở đó nha, vừa tốn năng lượng vừa tốn chất xám. Chưa kể á, tiền lương không có nhiều hết trơn. Là sao? Là... Ủa đi làm mà sợ tốn năng lượng, sợ tốn chất xám là sao cha? Có gì đâu không hiểu. Tức là bây giờ mình bỏ tiền bạc nè, công sức, đúng không? Mình đi học đại học 4 năm rồi bây giờ mình đi ra mình làm, người ta trả cho mình bao nhiêu? Có 5 triệu thôi. Không, rồi bây giờ làm cái gì? Cái chức nhân viên quèn. Ủa vậy thôi đi làm cái gì? Trời ơi, lương đầu vô của sinh viên mới tốt nghiệp ra trường lúc nào mà không thấp. Quan trọng là bà làm được việc hay không. Dĩ nhiên là làm phải được rồi. Mà bà quên mất một điều hả? Anh Kiệt là 1 trong 10 người có điểm cao nhất trường mình hả? Ủa? Bộ điểm cao nhất trường là đi ra làm mà sẽ được lương cao hả? Đúng rồi. Mà con nghĩ á nha, đi làm là phải có kinh nghiệm làm việc kìa. Ờ, thì cũng đúng. À, chính vì vậy cho nên tôi mới nói là đâu cần phải đi làm gì cho tốn công tốn sức. Mà nói vậy á, bộ không cần kiếm tiền hả? Có chứ, nhưng mà khi nào lương 1.000 rồi mình đi làm. Rồi bà làm sao? Tôi hả? Giờ bà làm cái gì? Tạm thời chắc là tôi ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, chắc là khoảng 1 năm á. Tại vì tôi mới vượt qua một cái kỳ học hết sức là vất vả nè. À, vậy là làm biến thôi. Bà vô duyên quá à. Nè, nói cho mà nghe, sau khi mà tôi nghỉ 1 năm á, là tôi sẽ vô công ty của ba tôi làm trưởng phòng. Nhà có công ty riêng, học xong chơi cho đã rồi về làm sếp, sướng ha. Ủa mà hình như là Hòa cũng được công ty nước ngoài mời mà đúng không? Có đâu, chỉ là tôi xin theo học thôi à, kiểu như đi tu nghiệp nước ngoài vậy đó. Nhưng mà chỉ được tài trợ 50% học phí thôi à. Trời ơi, tài trợ 50% học phí là dữ lắm rồi đó. Tôi nghĩ bà qua bên bển, bà kiếm cái công việc gì đó bà làm thêm đi, chắc chắn sẽ thành công. Chắc chắn luôn. Đúng rồi đó. Tôi nghĩ bây giờ bà qua bển bà làm đúng không, vừa có kinh nghiệm mà vừa có kiến thức nữa, coi như là bỏ 2 năm ở xứ người đi, biết đâu đó là bệ phóng giúp bà thành công hơn thì sao. Cố lên. Tôi sẽ cố gắng. Còn tôi nha, trịnh trọng thông báo cho mọi người biết, tôi mới hùng hạp với 2 anh của tôi nữa, bắt đầu khởi nghiệp rồi đó. Vậy là mở công ty riêng là ông chủ hả? Không có. Nói công ty cho nó sang vậy thôi, nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái văn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, rồi cải tạo lại cho mấy anh em làm chung cho nó vui vậy đó. Nhưng mà kiểu như bước đầu cũng có nhiều khó khăn lắm, nhưng mà tôi tin với cái sự cố gắng rèn luyện và không ngừng học hỏi, tôi sẽ thành công. Có ai tin không? Có ai tin không? Vô cái nè, chắc chắn sẽ thành công. Chắc chắn sẽ thành công. Vô.